Xin chào tất cả các bác ạ, chào mừng các bác đã trở lại với kênh của anh Vita Gadget. Trước tiên rất cảm ơn các bác đã quan tâm tới em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em, các bác thì hãy nút đăng ký màu đỏ bên góc dưới màn hình bên phải để mỗi khi em có video, các bác sẽ được cập nhật những video mới nhất và thường xuyên của em. Hệ thống YouTube cũng sẽ báo qua tin nhắn tút cho các bác. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với các bác đó là cái kính Mavic đòn gánh của Đức, được sản xuất vào thập niên 1950. Và phiên trước thì nhà khoa em có giới thiệu về Anga đòn gánh, và cái đó nó là sản xuất thật nguyên 1950. Đây xin giới thiệu các bác, đây là cây Mavic đòn gánh size 140, size to bản lớn bản rộng, và cầu giữa là Mavic Optima 22 micron, tương đương 1/10 12 kgf. Ở bên cạnh trái thì nó có cái chữ và số, đó là Mavic 140, đó là size 140 các bác nhé. Ở bên cạnh phải thì nó có số 140, đó là size kính các bác nhé. Mavic đòn gánh này, ngang này, quay xuống này, quay xuống này, trên này, trên này, kính còn rất mới và đẹp. Con này là mới nguyên zin, nó thì là độ mới là khoảng 91%. Kính của Đức này được sản xuất thập niên 1950. Các bác nào ở Hà Nội có thể qua nhà em ở địa chỉ ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0916566826. Các bác ở tỉnh xa, em có thể gửi theo đường bưu điện, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất và hợp tình hợp lý nhất là em sẽ gửi đến phương tiện đó. Làm sao đến tay các bác, nó phải là kính đẹp và giá vận chuyển nó phải hợp tình, rẻ. Bọc vàng các bác nhé. Cờ giữa Optima 20 microdom, tương đương 1/10 12 kgf. Các bác nào mà xem video có thể là khó nhìn quá, mở quá không rõ ràng, có thể yêu cầu em gửi trực tiếp qua hình ảnh Zalo hoặc video để phản ánh đúng chân thực và thực tế cái kính, về là cái kính ở ngoài trời. Còn khi xem trên YouTube với ánh đèn điện thì thông thường là hình ảnh nó không rõ ràng, không chi tiết, hay bị bóng ánh sáng. Còn rất mới và đẹp. Còn về giá cả thì hồi sau các bác sẽ thấy được là giá rất là êm ái, hợp tình, hợp lý, hợp lý. Đây là em quay cận cảnh nhá. Đó, quay cận cảnh. Rất mới và rất đẹp. Cái giá về này thì nó là 5.850.000, giá rất là hợp tình, hợp lý, hợp ví tất cả anh em đó, không đâu rẻ hơn bằng giá một cái Mavic đòn gánh 5.850.000, quá rẻ, rẻ rẻ không được được, và xin đừng mặc cả vì giá đã niêm yết. Rất cảm ơn các bác đã xem video. Mỗi một phiên em chỉ lên một cái kính để các bác thể quan sát được hết vẻ đẹp, cũng như về đẹp cái kính, về cái khuôn mặt của mình có hợp kính hay không. Mọi thông tin chi tiết về kính em sẽ ghi ở bài viết bên dưới kèm theo số điện thoại, giá cả, địa chỉ
Tất cả đều rõ ràng chi tiết. Một lần nữa cảm ơn các bác. Xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn các bác.